là Nguyễn Thị Lan. Hôm nay bạn của tôi đến chơi, bạn tên là gì nhỉ? Tên là Phương ạ. À, bạn Phương của tôi đến chơi hôm nay và chúng tôi sẽ cùng nhau làm một món ăn có tên gọi là thịt ba chỉ. Lắc ba chỉ xả quất. Lắc xả quất. Món ăn thịt ba chỉ lắc xả quất của tôi có nguyên liệu như sau. Thịt ba chỉ nửa kg. Xả tôi có 5 củ. Quất tôi có 5 quả. Lá chanh một chút. Một chút nước mắm. Một chút đường. Một quả ớt. Dầu ăn. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn món thịt ba chỉ lắc xả quất như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ bật bếp lên và chúng ta dùng bằng nồi hoàng hậu. Đồ hoàng hậu này của công ty Amway. Chúng ta đợi cho nóng bếp lên và nóng chiếc nồi lên. Chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Cho một chút dầu ăn vào. Chúng ta lại thêm để một chút cho dầu ăn nó sôi lên. Đó. Thì khi dầu ăn sôi lên thì chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ vào, chúng ta rán vàng hai mặt. Chúng ta đợi một lúc để cho dầu ăn nó sôi lên. Ta chỉ chọn chỗ nào nhiều lạc ăn chạy lên đấy. Bạn thấy thì ba chỉ thấy mua ngon không? Thì ba chỉ thấy ngon chưa? Ngon. Quá ngon. Ba chỉ chúng ta thái mỏng, ướp vào. Xả chúng ta sẽ thái mỏng. Bây giờ dầu ăn nóng lên rồi chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ vào. Chúng ta sẽ rán thịt ba chỉ vàng đều hai mặt. Để cho nóng chúng ta sẽ cho đậy vung vào. Các bạn ạ, đây là chiếc nồi hoàng hậu của công ty Amway. Nó có hai chức năng. Nó thứ nhất là nó có công nghệ, nó có hai công nghệ. Công nghệ thứ nhất là công nghệ Vitanox và công nghệ thứ hai là công nghệ nó làm cho thức ăn của chúng ta sẽ chín đều và giữ nguyên hương vị, màu sắc và chất lượng. Hai công nghệ đó là công nghệ Optitan và Vitanox làm cho thức ăn chín đều, giữ nguyên hương vị sản phẩm. Khi nấu chúng ta nhớ là chúng ta phải xoay cái vung này cho nó khớp. Mở ra để kiểm tra. Chúng ta thấy là
bác sĩ tôi đang dán cho vàng đều hai mặt. Ta lại vui vào cho chóng chín hơn. Công việc của chuẩn bị của chúng ta là chúng ta phải tìm cái hộp. Một cái hộp này để khi chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ chín vào và chúng ta sẽ lắc vào cái hộp đó. Và một cái đĩa nữa thì chúng ta sẽ được thức ăn khi đã chín rồi. Thank you.
Thì chúng ta đang vàng. Rồi chúng ta đảo nhanh tay hơn. Ba chỉ của chúng ta hiện nay đã đang vàng.
cho một chút nước mắm vào. Tôi lại lấy chị mấy thìa to. Tôi lại lấy chị mấy thìa to. Ba chỉ đã chín rồi, chúng ta sẽ tắt bếp đi. Và chúng ta sẽ vớt thịt ba chỉ ra cái hộp. Chúng ta vớt thịt ba chỉ bằng cái hộp này. Đấy, con để lần vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ cho một chút đường. Một chút đường. Một chút sả. Một chút quất. Nước quất. Chúng ta cho ớt. Chúng ta cho lá chanh. Bây giờ chúng ta sẽ xóc lên. Đây là món ba chỉ. Xóc cùng sả, quất, lá chanh. Sau khi chúng ta xóc đều nhau, chúng ta sẽ cho vào đĩa. Chúng ta sẽ cho vào đĩa. Chúng ta cho vào đĩa. Đây là nguyên liệu để 4 người ăn. Đây là món thịt ba chỉ xóc, sả, quất và lá chanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.